Kính chào quý vị, rất cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh tin tức chuyên biệt của chúng tôi để cập nhật về những tin tức thời sự về an ninh, an toàn, dân sinh, cảnh báo đời sống cùng với những hoạt động của lực lượng chức năng bảo vệ trật tự trị an, phòng ngừa tội phạm trong suốt 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay, Thu Trang sẽ có rất nhiều thông tin đáng chú ý gửi đến quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, hơn 677.000 tỷ đồng, Hội đồng xét xử đã đề nghị Bộ Công an tiếp tục làm rõ việc trong 147 triệu đô la Mỹ mà bị cáo Lan chi thông qua công ty Vivalen để mua cổ phần tại công ty Amalen, PTE thì có dùng tiền của SCB hay không. Được biết, công ty Amalen, PTE thành lập tại Singapore là công ty sở hữu 100% vốn công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị sinh Việt. Theo bản án sơ thẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị sinh Việt là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới sinh Việt và khu tái định cư khu đô thị mới sinh Việt địa chỉ tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đầu tư, có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 2000, trong đó, một vài phân khu đã được phê duyệt tỷ lệ 1 trên 500. Dự án đã được đền bù, giải phóng mặt bằng khu tái định cư, còn với khu đô thị thì chưa đền bù, giải phóng mặt bằng xong. Cả khu tái định cư và khu đô thị chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp giấy phép xây dựng. Ngày 5 tháng 4 năm 2020, công ty Amalen PTE chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị sinh Việt cho công ty cổ phần đầu tư Singapore Việt Nam, gọi tắt SVIC. Giá trị hợp đồng 170 triệu đô la Mỹ đã thanh toán trước 16,5 triệu đô la Mỹ. 100 triệu đô la Mỹ được chuyển hai lần vào tài khoản tạm khóa và đề nghị công ty Amalen PTE chuyển giao cổ phần. Hợp đồng không hủy ngang. Theo bản án, Bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng 147 triệu đô la Mỹ thông qua công ty Vivalen để mua cổ phần của các cổ đông sở hữu công ty Amalen tại Singapore và công ty Amalen đã ủy quyền cho ba cá nhân do Trương Mỹ Lan chỉ định nắm giữ vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị Sinh Việt, chủ đầu tư dự án khu đô thị Sinh Việt do Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ hiện đang bị khởi tố điều tra. Do đó, phía Singapore từ chối hoàn tất thủ tục chuyển cổ phần về cho Chu Diệt Phấn. Hiện công ty SVIC đang khởi kiện công ty Amalen và ông Dato Yap Tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo hội đồng xét xử, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan đã sử dụng rất nhiều tiền của SCB để mua các bất động sản. Liên quan việc bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng tiền thông qua công ty Vivaland để mua cổ phần của các cổ đông sở hữu công ty Amalen có phải từ nguồn tiền của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB hay không thì chưa được làm rõ. Do đó, hội đồng xét xử đề nghị C03 tiếp tục điều tra làm rõ để có căn cứ thu hồi số tiền này từ công ty Amalen bị cáo Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả trong vụ án. Theo tìm hiểu, công ty trách nhiệm hạn đô thị sinh Việt thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 808 tỷ đồng, 100% là vốn nước ngoài và ủy quyền cho ông Yap Ung Chun, quốc tịch Malaysia. Cập nhật vào tháng 1 năm 2020, công ty Jong Chan Công Tích, quốc tịch Malaysia làm tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Tới ngày 19 tháng 5 năm 2022, công ty có thêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thanh Tùng, kiêm chức chủ tịch hội đồng thành viên. Đồng thời vốn điều lệ công ty không còn ủy quyền cho người nước ngoài nữa, thay vào đó là ba cá nhân người Việt Nam, gồm ông Nguyễn Thanh Tùng 25%, bà Cô Thị Thanh Liêm 25% và ông Trịnh Quang Công 50%. Sáng ngày 6 tháng 5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 thành phố Hồ Chí Minh gồm các đại biểu Lê Minh Chí, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Lê Thành Phong, tranh án tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Thức, Giám đốc Bệnh viện Trợ Giấy đã tiếp xúc cử tri các quận 5, 8 và 11 trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, cử tri các quận đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các vụ án gây xôn xao dư luận thời gian qua, nhất là sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cử tri Đặng Văn Dành, quận 11 cho rằng trong vụ án liên quan các sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, nhiều khoản tiền lớn đã được chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên bà Trương Mỹ Lan lại trả lời rằng số tiền này dùng để trả các khoản vay chứ không đầu tư mọi tài sản, dự án của bà đều nằm tại Việt Nam. Cử tri giành nói về những khoản tiền trên có thất thoát ra nước ngoài không và sẽ được thu hồi ra sao. Vì sao Vạn Thịnh Phát gom nhiều đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh? Với các sai phạm quá lớn, thời gian kéo dài, trách nhiệm của người đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thanh tra, kiểm toán sẽ thế nào? Thay mặt tổ đại biểu, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí ghi nhận và trao đổi về một số ý kiến của cử tri. Về vụ án liên quan đến bà Trương Bị Lan, ông Lê Minh Chí cho biết, hiện nay mới đưa ra xét xử một vụ liên quan đến ngân hàng. Theo ông Chí, liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, cơ quan chức năng còn điều tra ít nhất hai vụ án khác có liên quan đến các dự án đầu tư ở các địa phương. Việc này cũng sẽ được xử lý theo quy định pháp luật. Là người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, công ty Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm chủ tịch hội đồng quản trị đã có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm của tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan việc buộc công ty này phải trả cho bà Lan 2.882 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Tiếp tục kê biên 475 bất động sản liên quan đến công ty Quốc Cường Gia Lai để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Hội đồng xét xử sơ thẩm nêu rõ, nếu công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn đủ hơn 2.882 tỷ đồng, sẽ được nhận lại toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan. Doanh nghiệp này cho rằng phán quyết của tòa chưa đúng và chưa khách quan, bởi đây là số tiền công ty cổ phần đầu tư Sunny Iceland thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thanh toán cho Quốc cường Gia Lai theo hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Giữa công ty Quốc cường Gia Lai và công ty Sunny Iceland có tranh chấp và được VIAC giải quyết. Theo đó, Quốc cường Gia Lai được công nhận là bên tuyên bố chấm dứt hợp đồng hoàn toàn hợp pháp do lỗi vi phạm nghĩa vụ thanh toán của công ty Sunny Iceland. Từ đó căn cứ theo hợp đồng, công ty Quốc cường Gia Lai chỉ có nghĩa vụ trả lại cho công ty Sunny Iceland 1.444 tỷ đồng. Quốc Cường Gia Lai cũng cho rằng trong giao dịch này, họ là bên ngay tình, không biết nguồn gốc số tiền trên liên quan đến bà Trương Bị Lan. Việc phán quyết như trên của tòa án cấp sơ thẩm gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Quốc Cường Gia Lai. Từ đó, Quốc Cường Gia Lai kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm chấp thuận công ty chỉ hoàn trả số tiền 1.444 tỷ đồng cho công ty Sunny Iceland hoặc bà Trương Mỹ Lan để bảo đảm số tiền thi hành án theo tinh thần VIAC đã tuyên. Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai cũng xin được cấn trừ số tiền 130 tỷ đồng đã chuyển vào công ty thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát để ghi nhận thanh toán cho nghĩa vụ của mình. Ngoài ra, trong đơn kháng cáo, Quốc Cường Gia Lai đề nghị tòa tuyên buộc bà Trương Bị Lan trả lại cho công ty sau giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà này đang mượn vì tài sản này không thể chấp cũng như không có nguồn gốc từ tiền của SCB. Quá trình điều tra vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra xác định số tiền 2.288 tỷ đồng Sunny Iceland thanh toán cho quốc cường Gia Lai là tiền của Bà Lan, nên thu giữ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến hợp tác của các bên. Do đó, tòa đã giải quyết quan hệ tranh chấp của các bên để khắc phục hậu quả của Bà Lan trong toàn bộ vụ án. Bản án xác định, trong suốt 10 năm thâu tóm SCB, Bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm Bà Lan và Phan Thịnh Phát còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa có báo cáo gửi Quốc hội về công tác của các tòa án. Theo đó, tranh án Nguyễn Hòa Bình đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2024, các tòa án phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kết quả đạt được trên các mặt công tác cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Cũng theo ông Nguyễn Hòa Bình, thời gian tới, để đảm bảo đạt các chỉ tiêu công tác, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tiếp tục chỉ đạo các tòa án tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá hiệu quả, sát với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của tòa án. Báo cáo riêng về việc thụ lý, xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng, chức vụ, tránh án tòa án Nhân dân tối cao thông tin các tòa án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm với hơn 2.860 vụ với hơn 6.450 bị cáo, các tòa án đã xét xử hơn 1.900 vụ với hơn 3.750 bị cáo. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2023, các tòa án đã thụ lý tăng 841 vụ với 1.853 bị cáo, xét xử tăng 695 vụ với 1.394 bị cáo. Bên cạnh đó, các tòa án cũng thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 695 vụ với 1.337 bị cáo, đã xét xử 305 vụ với 597 bị cáo đặc biệt đã thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm 13 vụ với 16 bị cáo đã xét xử 4 vụ với 5 bị cáo tranh án Nguyễn Hòa Bình cũng cho hay các vụ án kinh tế tham nhũng chức vụ mà tòa án đã xét xử chủ yếu phạm các tội về tàng trữ, vận chuyển hàng cấm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự sản xuất, buôn bán hàng cấm, tham ô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ông nói các tòa án đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu cầm đầu lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản lớn của nhà nước chú trọng quyết định tịch thu tài sản do phạm tội mà có áp dụng các biện pháp kê biên tài sản các biện pháp tư pháp và các hình phạt bổ sung theo báo cáo của tranh án tòa án nhân dân tối cao các tòa án đã chủ động làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự trong công tác giải quyết các vụ án đồng thời tham gia phối hợp chặt chẽ ngay từ giai đoạn điều tra hỗ trợ tích cực về mặt pháp luật, thu thập chứng cứ, tháo gỡ vướng mắc nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác xét xử, kịp thời thu hồi các tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tranh án Nguyễn Hòa Bình cho hay, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 69 vụ với 216 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền và tài sản trên 1.660 tỷ đồng. Cùng với việc quyết định hình phạt, tòa án cũng tuyên tịch thu xung quỹ nhà nước đối với những khoản tiền nhận hối lộ được hưởng lợi từ việc phạm tội hoặc phải bồi thường, khắc phục hậu quả đối với những khoản tiền bị thất thoát, chiếm đoạt. Ông cũng cho biết thêm, có 59 vụ với 188 bị cáo đã khắc phục hậu quả, nộp lại tài sản đã chiếm đoạt trên 266 tỷ đồng. Người đứng đầu ngành tòa án cũng cho biết tòa án nhân dân tối cao đã tập trung chỉ đạo các tòa án tổ chức xét xử nghiêm minh, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, đúng pháp luật đối với các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó phối hợp tốt với liên ngành tố tụng ở trung ương chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắt trong quá trình giải quyết các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo như vụ án việt á tân hoàng minh vụ án chuyến bay giải cứu vụ án xảy ra tại ngân hàng scb công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp v v. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin kênh tin tức chuyên biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị lựa chọn những clip đang hiện trên màn hình để không bỏ lỡ những tin tức cập nhật về an ninh, an toàn, dân sinh, cảnh báo đời sống trong suốt 24 giờ. Đừng quên like, share, đăng ký kênh để Thu Trang luôn được gặp gỡ, phục vụ quý vị với những thông tin hữu ích nhất. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.